Xin chào anh em, video này Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em cách quấn dây đồng vào cái chân cầu chì khi mà cái cầu chì này đứt, và cách quấn làm sao cho nó không bị cháy, không bị om, không bị mo ve ở cái chân cầu chì này, tránh trường hợp chúng ta quấn dây đồng làm cho cả cái hệ thống điện của chúng ta bị om thối và cái linh kiện thiết bị điện phía sau nó bị hỏng thì nó rất là lãng phí, và rất nhiều anh em không biết quấn cái dây đồng này, đâm ra là nó cháy cả cái hộp cầu chì, cháy cả hệ thống dây điện, và những người nặng còn bị cháy cả máy. Và đầu tiên thưa anh em, Mạnh sẽ cho anh em thấy cái cầu chì này nó bị đứt như thế nào. Đối với cầu chì này, đây là cầu chì đang còn zin này, cầu chì đang còn nguyên bản, Mạnh sẽ đấu vào bình ắc quy cho nó cháy để anh em xem cái tốc độ đứt của nó ra làm sao. Xin mời anh em. Đó, đứt ngay, anh em thấy không ạ? Đứt ngay. Và chỉ trong vòng vài tích tắc, công suất điện nó lớn quá nó sẽ đứt. Đây ạ. Đây, và nó đã đứt. Thưa anh em, đây là cái cầu chì bị cháy. Và thưa anh em, là bây giờ Mạnh sẽ quấn mấy cái sợi dây đồng vào cái cầu chì 25A này, và quấn bình thường như mọi người, như anh em xử lý cầu chì bình thường thường hay quấn, để anh em có cái nhìn trực quan xem là đấu điện chậm mạch nó sẽ cháy như thế nào thưa anh em. Và xin mời anh em xem cái video mà Mạnh quấn sơ như thế anh em. Rất là lâu, anh em thấy không ạ? Rất là nóng, nóng gian cả cái dây này, cầu chì cũng nóng luôn, hai cái đầu cầu chì này, hai cái nhựa này rất là nóng, nóng muốn chảy cái dây này ra, mà cái dây điện nó vẫn còn này, thấy anh em, nó vẫn còn nguyên này. Đó, đây, như anh em vừa nhìn thấy cái cầu chì mà Mạnh quấn, cái tốc độ cháy của nó rất là lâu, và anh em thấy nó có đánh lửa một lúc mà nó còn không chịu cháy, nó làm cho cái cầu chì nó rất là nóng, làm cho cái cầu chì nó rất là nóng, và cái chân cầu chì nó cũng nóng theo, từ đó nó làm om thối cháy dây. Và lý do ở đây là cái dây đồng nó tiếp xúc quá kém với cái chân của cầu chì, làm cho cái việc khi mà cái dòng điện lớn nó ngắn mạch ấy, nó không đứt hẳn mà nó cứ đẹp, nó sinh ra mo ve và tia lửa điện. Vậy thì cái việc quấn dây đồng nó rất là đúng kỹ thuật thì nó mới làm cho cái việc quấn dây đồng của chúng ta đạt hiệu quả cao và an toàn. Mà thưa anh em, đây là cái cầu chì, Mạnh mô phỏng một cái cầu chì, và nếu như chúng ta quấn sơ sơ thì chúng ta cứ quấn cái hình số 8 này, thưa anh em, quấn cái hình số 8 này. Và nếu như mà như video lúc nãy Mạnh thử cho anh em xem, khi mà nó chập mạch ở cái việc chúng ta quấn dây đồng thì nó sẽ sinh ra mo ve đánh điện, rồi nó om thối cháy dây và hỏng cả thiết bị nặng nữa, thì nó sẽ làm cho cả cái hệ thống điện, cả cái máy nó bốc cháy, và nhiều trường hợp nó đã bốc cháy cả cái máy mà không biết lý do, chính là do chúng ta chủ quan khi mà quấn các cái dây đồng lên cái cầu chì, đối với những cái máy mà nó bị hỏng đứt cái cầu chì này và chúng ta không có điều kiện để mua cái cầu chì mới để sơ vô vào. Thì thưa anh em, có hai chú ý khi mà chúng ta quấn cầu chì. Thứ nhất là chúng ta lựa chọn số lượng dây đồng. Thưa anh em, đây là dây đồng, đây là dây đồng để chúng ta quấn cầu chì. Thì có hai chú ý, là thứ nhất là số lượng dây đồng, thì theo cái kinh nghiệm của Mạnh, kinh nghiệm thôi nhá, cái này không hoàn toàn chính xác, không hoàn toàn chính xác nha thưa anh em. Và cầu chì 5A thì tương ứng với hai sợi dây đồng thôi anh em, với hai sợi dây đồng thế này, cầu chì 5A thì sẽ tương ứng với hai sợi dây đồng đó. Và cứ như vậy, đối với cầu chì 25A này, đối với cầu chì 25A mà Mạnh vừa làm đứt lúc nãy cho anh em thấy ấy, thì nó sẽ tương ứng với 10 sợi đồng. Đó là thứ nhất, nó chỉ là kinh nghiệm thôi nhé. Và thưa anh em, thứ hai là khi mà quấn cái dây đồng vào cái chân cầu chì thì chúng ta phải quấn đúng kỹ thuật và thật chắc để cho nó không bị mo ve. Đầu tiên chúng ta quấn như thế này, chọn 10 sợi dây đồng thôi anh em, chọn đúng 10 sợi dây đồng này, đây chọn đúng 10 sợi dây đồng, sau đó chúng ta xoắn cho nó chặt lại, bện cho nó chặt lại, giống như là chúng ta xe chỉ luồn kim ấy, bện cho nó thật chặt lại, thật chặt thưa anh em. Và nhớ rằng để cho cái việc quấn dây đồng nó không bị mo ve thì chúng ta cần phải làm cái dây đồng, cắt cái dây đồng nó dài đủ để chúng ta thao tác như sau thưa anh em.
Đây là chân cầu chì. Đây là chân cầu chì. Chúng ta sẽ đặt cái dây đồng này. Cầm cái giữ tay lại ở đây, giữ tay lại, thứ nhất giữ tay lại đây, Mạnh nói thật kỹ để cho anh em tránh cái trường hợp mà chúng ta quấn dây đồng xong rồi nó bị cháy nhé, nên là Mạnh sẽ nói rất kỹ để cho anh em xem. Chúng ta giữ tay lại này, quấn này, giữ chặt vào, quấn một vòng, quấn chắc một vòng thôi anh em, quấn chắc một vòng xong lượn sang bên phía này và quấn thêm một vòng ở đây nữa. Thế anh em quấn thật chặt. Khi mà anh em quấn được cái sợi dây đồng nó to thế này, đây ạ, đây là sau khi quấn xong, sau khi quấn xong đây, đây, sau khi quấn xong nó sẽ như thế này. Và chúng ta quấn chặt thế này, sau khi chúng ta ghim vào cái vị trí bản cầu chì ấy, thì nó sẽ rất là chắc và nó không bị mo ve. Chúng ta bện cái dây lại thì nó mới tránh cái trường hợp là các cái dây điện rời rạc, nó không bị truyền điện một mình, nó làm cho cái cường độ dòng điện của một dây nó chịu quá lớn thì nó sẽ om nóng và thối. Thưa anh em, đây ạ, anh em chú ý. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái kéo, dùng kéo để chúng ta cắt. Thưa anh em, dùng kéo để chúng ta cắt cho nó gọn gàng là ok. Đây ạ, dùng kéo cắt gọn gàng nó đi. Đây, đây là kết quả khi mà chúng ta quấn cái dây đồng vào chân cầu chì, để cho cái cầu chì của nó, của chúng ta khi mà lắp vào cái bảng cầu chì nó không bị mo ve, nó tiếp xúc điện thật tốt. Nhưng mà đây chỉ là biện pháp tình thế. Thống ra cái đầu này luôn này. Đó. Tức này không? À không sao. Rất là nóng, cái này rất là nóng. Quấn dây đồng cũng chỉ là một biện pháp vô cùng tạm thời và nó rất là nguy hiểm, nên là chúng ta phải có cầu chì mới thay ngay và luôn khi có thể. Chính vì vậy Mạnh hy vọng rằng anh em nào cũng có sơ cua cho mình những cái hộp cầu chì này khi mà chúng ta sử dụng máy. Và đây là hộp cầu chì cho máy gặt DC70 Kubota và có đầy đủ từ hộp, từ cầu chì 100A, 65A, 40A và 5, 10, 15, 25A. Cái cầu chì này Mạnh bán với giá là 220.000, chỉ có 220.000 thôi, đã bao gồm phí vận chuyển rất nhiều, đến 18 cái chi tiết cầu chì. Chúng ta tha hồ thay cho chiếc máy gặt Kubota DC70 của chúng ta, và hy vọng rằng anh em sẽ sơ cua những cái bộ cầu chì này để liên tục cho cái máy nó hoạt động không ngừng nghỉ và tránh trường hợp bị mò ve, om thối, hỏng cái hệ thống điện đi, hỏng những cái bảng tắc lô, những cái hệ thống thiết bị điện đi thì nó rất là tốn kém, và đặc biệt nó còn cháy hết cả cái hệ thống dây. Cái hộp cầu chì này thì cái sự chuẩn bị của nó rất là chi tiết và tỉ mỉ, rất là khó để có thể chuẩn bị được hết. Cái cầu chì này ở bên ngoài sẽ không bán những cái bộ đầy đủ thế này, nên là Mạnh chuẩn bị đây để hy vọng rằng anh em trân trọng và lắp cho cái máy, sơ cua cho cái máy của mình lắp liên tục để tránh trường hợp chúng ta phải quấn dây đồng. Ngoài ra thưa anh em, Mạnh còn có những cái hộp cầu chì cho máy kéo, máy cầy và tất cả các cái cầu chì cho mọi loại máy cơ giới, máy nông nghiệp, để phục vụ tất cả anh em làm sao cho những cái hệ thống điện của chúng ta luôn luôn được nằm trong tình trạng sẵn sàng và hoạt động tốt nhất. Nếu anh em nào mà cần mua hộp cầu chì của máy kéo, máy gặt, tất cả các loại máy nhé, thì hãy liên hệ với Mạnh qua số điện thoại 0398 490 986, hoặc anh em có thể vào website kỹ thuật máy.vn hoặc là phụ tùng kubota.vn để xem kỹ và đặt hàng. Anh em chỉ cần nhắn tin cho Mạnh địa chỉ, số điện thoại và tên người nhận, Zalo hoặc là nhắn tin trực tiếp, Mạnh sẽ gửi ngay cho anh em nhận hàng, kiểm tra kỹ rồi mới phải thanh toán tiền cho người vận chuyển, rất là đơn giản. Hy vọng rằng những cái thiết bị nhỏ này và một số cái kinh nghiệm của Mạnh khi mà sửa chữa hệ thống điện sẽ giúp cho anh em có những cái cách để xử lý và vận hành máy một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, mang lại cái thu nhập cao cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau.